Tử Vi tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999, năm 2021 Tân Sửu. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ, làm gì cũng cẩn thận, cân nhắc kỹ lưỡng, không bao giờ tùy tiện nóng vội đưa ra quyết định của mình. Họ tự mình tạo ra niềm vui cho cuộc sống, lấy những người thân họ yêu quý là động lực để cố gắng, phấn đấu trong cuộc sống. Tuổi Mão thà chịu khó khăn, vất vả, chứ tuyệt đối sẽ không để những người thân xung quanh phải chịu thiệt thòi, thiếu thốn. Họ có tinh thần trách nhiệm cao, luôn làm tròn bổn phận, nghĩa vụ của mình. Bởi vì là người quá cẩn trọng trong mọi kế hoạch, mỗi bước đi, nên trong năm 2021, tuổi Kỷ Mão đã vượt mất rất nhiều điều. Về vận trình trong năm 2021 của tuổi Kỷ Mão sẽ như thế nào? Tuổi Kỷ Mão sẽ vượt mất điều gì? Tuổi Kỷ Mão có gặp được quý nhân nào hay không? Trên con đường công danh và sự nghiệp có gặp phải những khó khăn hay trắc trở nào hay không? Sức khỏe và tình duyên có những chuyển biến như thế nào? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem vận trình của tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Kỷ Mão trong năm 2021 thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Tuổi Mão đại diện cho những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Người tuổi này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc, cuộc sống. Rất nhiều người yêu quý tuổi Mão bởi sự cởi mở, tốt tính của họ. Họ không thích phải đối mặt với nguy hiểm, thậm chí là luôn tìm cho mình sự an toàn. Dù trong bất kỳ tình huống, hoàn cảnh nào, những người này đều có khả năng điều khiển cảm xúc, giữ thái độ, bình tĩnh, hòa hợp. Tuổi Mão thích cuộc sống tự do, yên bình với những người xung quanh. Họ điềm đạm và dường như không bao giờ nổi nóng. Họ khá nhạy cảm, dễ bị tổn thương bởi những sai lầm của người khác. Lĩnh vực phù hợp nhất với tuổi Mão là nghệ thuật. Những sáng tạo độc đáo và tinh tế sẽ giúp họ đạt được thành công cao. Tử vi tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999, bước vào năm Tân Sửu 2021, không có quan hệ gì với Thái Tuế. Tuy vậy, Thái Tuế phát sinh thiên tài tinh và thiên quan tinh, vậy nên mặt tài vận gặp nhiều cơ hội bất ngờ. Nhưng cần phải thật chắc chắn vì bạn là người rất chủ quan về tiền bạc. Năm 2021, người tuổi Mão sẽ có một số cơ hội về tài chính, nhưng thường rất khó để nắm bắt được nó. Cũng do một phần tuổi Kỷ Mão quá e dè và cẩn trọng nên để vượt mất cơ hội. Đồng thời, người tuổi Mão sẽ có mối quan hệ khác giới ở mức độ nhất định hoặc quen biết nhiều bạn khác giới. Tuy nhiên, năm nay bạn ít được quý nhân phù trợ, các cơ hội thường ngắn ngủi và khó nắm bắt tốt. Về phương diện sức khỏe, tuổi Kỷ Mão năm nay cần chú ý các chứng đau đầu, mất ngủ, đặc biệt không nên ỷ lại vào thuốc, nên tập trung dưỡng sức. Tuổi trẻ nếu không chú ý lúc này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe mai sau. Về quan hệ tình cảm, tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 sẽ gặp phải những đối tượng không thực sự phù hợp trong năm nay. Bởi thế, chúng ta phải chú ý đề phòng kịp thời, nếu không sẽ có hại cho cả đôi bên. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do Thái Tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ sẽ cần luôn mang theo bên người một kim bài Thái Tuế. Ngoài ra, kim bài Thái Tuế sẽ mang lại bình an và may mắn cho gia chủ. Quý vị thân mến, để có thể hiểu rõ hơn về vận trình sự nghiệp, tình cảm cũng như sức khỏe mà tuổi Kỷ Mão sẽ phải trải qua trong năm 2021, thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết về vận trình tử vi của tuổi Kỷ Mão qua tất cả các phương diện. Về mặt sự nghiệp, tử vi tuổi Kỷ Mão năm 2021 không có quan hệ với Thái Tuế. Đối với những người tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 thì năm nay đã 22 tuổi.
Một số người ở độ tuổi này vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường, nhưng một số đã đi làm. Vận trình tổng thể của tuổi Kỷ Mão trong năm 2021 rất tốt. Do tính cách thân thiện, bạn rất thực tế và chăm chỉ, nên trong năm nay bạn gặt hái được nhiều thành công. Năm nay, dù mới vào làm nên sự nghiệp chưa có bước phát triển rõ rệt, nhưng may mắn gặp được quý nhân sự nghiệp sẽ có vai trò nhất định trong việc nâng cao vận trình sự nghiệp sau này. May mắn về tài chính có thể đạt được sự độc lập, tự chủ. Còn về học hành, tuổi Kỷ Mão năm nay cũng có thể hiện rất tốt. Nhìn chung, hiệu quả học tập tương đối cao, đời tư cũng rất phong phú, dự đoán sẽ đạt điểm cao. Nếu bạn là một người thi nhiều chứng chỉ hết lớp này đến lớp khác thì năm nay chắc chắn sẽ đậu. Thậm chí, sinh viên có thể tự mình giải quyết chi phí sinh hoạt cá nhân. Người độc thân về mặt tình cảm có thể thoát khỏi cảnh độc thân suôn sẻ. Nhưng bên cạnh cũng sẽ xuất hiện bất lợi cho bản thân, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển về tài lộc học hành, sự nghiệp và tài vận. Tuy không gặp quá nhiều trở ngại trong công việc, nhưng khi mới bắt đầu đi làm thường sẽ có nhiều bơ ngỡ và sẽ mắc sai lầm. Để có một khởi đầu suôn sẻ, tuổi Kỷ Mão hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Vòng tay sẽ chiêu cát lành, chiêu tài, may mắn và tài lộc đến với bạn. Đồng thời, khi mang theo vòng bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở. Từ đó, công việc sẽ được hanh thông, thuận lợi, quan hệ công việc dần tốt lên trong năm 2021. Về mặt tài lộc, mặc dù người tuổi Mão sinh năm 1999 sẽ có cơ hội về sự nghiệp, nhưng trình độ không tốt dẫn đến việc bạn không thể nắm bắt thời cơ, bỏ lỡ cơ hội. Bạn nên cần chuẩn bị mọi thứ chỉn chu hơn và phấn đấu nhiều hơn. Đối với tuổi Kỷ Mão thì đường tài lộc tương đối có triển vọng phát triển rất rộng. Chỉ cần chúng ta làm những việc cần làm thì sẽ dễ dàng đạt được một số thành tựu trong sự nghiệp. Tốt nhất tuổi Kỷ Mão nên chăm chỉ hoàn thiện bản thân trong năm nay, không ngại khó khăn, mệt nhọc. Cộng với sự xuất hiện của tinh hoa sự nghiệp, chỉ cần nỗ lực hết mình thì sự nghiệp tương lai sẽ khởi sắc. Trong năm, những người sinh năm 1999 cũng có một phần cơ hội tài chính. Nhưng đừng quá tham lam mà tham gia đầu tư mạo hiểm, nếu không có thể bản mệnh sẽ bị lừa gạt và trắng tay. Do tuổi đời còn trẻ nên tốt nhất bạn nên đầu tư nhỏ và có độ chắc chắn cao. Thầy Gia Cát khuyên bạn hãy sử dụng thêm vòng tay bát bảo tâm kinh, bởi trong đầu tư và kinh doanh cũng cần đến sự may mắn. Khi đeo vòng hàng ngày sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ trên con đường làm ăn của bạn. Đồng thời, vòng còn giúp bạn tăng phúc, cải mệnh và kéo dài tài lộc đến trong năm 2021. Về mặt tình cảm, vận đào hoa của nam Kỷ Mão rất tốt, luôn có người khác phái bên cạnh. Tuy nhiên, nếu bạn không thích những người khác phái này, bạn có thể nói với họ càng sớm càng tốt. Nếu không, bạn sẽ lâm vào tình trạng mập mờ với những cô gái theo đuổi bạn và có ngày bạn sẽ trở thành cặn bã trong miệng mọi người. Tốt nhất, nam tuổi Kỷ Mão nên tuân thủ nguyên tắc chỉ nên tán tỉnh một người, đừng để bị người khác hiểu lầm là kẻ thích bắt cá nhiều tay. Nếu bạn thật sự có đối tượng yêu thích, hãy tỏ tình và xác nhận mối quan hệ càng sớm càng tốt, đồng thời giao tiếp một cách chân thành. Còn đối với nữ Kỷ Mão thì tử vi năm nay dự báo rằng bạn nên chú ý giữa những lựa chọn trong sự nghiệp hoặc phương diện học hành, tình cảm. Mối quan hệ tình cảm phát triển thì bạn sẽ bị tổn thất về sự nghiệp, học hành, có thể nói năm nay sẽ không được như ý. Nữ tuổi Mão cần tự mình cân đong, đo đếm. Nếu bạn có ý định kết hôn thì năm nay bạn không cần phải lo lắng nhiều. Tuy hai vợ chồng không giàu có sau khi kết hôn, nhưng ở trong tình cảm tốt đẹp, không có tình trạng éo le. Có thể chọn sinh con trong năm này, có thể đóng vai trò bảo vệ mối quan hệ vì sự xuất hiện của em bé không chỉ tạo thêm niềm vui cho vợ chồng mà còn duy trì mối quan hệ. Trong năm 2021, có thể thấy về mặt tình cảm của bản mệnh đều không tiến triển tốt. Để có thể cải vận tình duyên thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân hàng ngày. Khi mang theo bên mình vòng tay sẽ giúp kích hoạt tình duyên và vận đào hoa của bạn. Mong rằng năm 2021 bản mệnh sẽ thoát được kiếp độc thân, sớm tìm được nửa kia của mình. Đồng thời, vòng tay còn giúp hóa giải mâu thuẫn, giúp tình cảm đôi lứa ngày càng khăng khít và bền chặt hơn. Về mặt sức khỏe, tử vi tuổi Kỷ Mão về phương diện sức khỏe, nói chung không có gì tiềm ẩn nguy hiểm cho sức khỏe, nhưng cũng cần tránh xa một số vật nhọn bằng kim loại và tránh xảy ra mâu thuẫn
với mọi người kéo dẫn đến xô xát, bị thương ngoài da. Trong năm 2021, tuổi Kỷ Mão vừa bắt tay vào công việc sẽ có đường tài lộc ở mức trung bình khá, cho nên thường xuyên bị đau đầu, khó ngủ. Nếu để lâu sẽ gây gánh nặng cho cơ thể, tinh thần sa sút, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc ngày hôm sau. Tuổi Kỷ Mão nên tập thể dục nhiều hơn và chú ý đến dinh dưỡng trong chế độ ăn uống. Nếu không, khi còn trẻ sẽ gặp các vấn đề về thể chất, ảnh hưởng lớn đến đường đời sau này. Trong năm tuổi Kỷ Mão cũng nên chú ý an toàn hơn khi tham gia giao thông, đừng để bản thân bị tổn thương. Trong năm bản mệnh nên chú ý đến chế độ ăn uống, tập thể dục nhiều hơn và cố gắng chăm sóc bản thân. Đừng có ỷ mình còn trẻ mà vội chủ quan. Mối hiểm họa trong cuộc sống sẽ luôn đến những lúc bạn không ngờ. Chính vì vậy, thầy Gia Cát khuyên con giáp hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Năng lực tam hợp khí giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, giúp cân bằng ngũ hành, giúp bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.